Làm thế nào để có thể chụp một bức ảnh đẹp chỉ với một cái đèn 60W? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nắng Photo. Khi mà chụp ảnh sản phẩm ấy thì không phải ai cũng có một cái không gian rộng để có thể set được rất là nhiều cái đèn khác nhau, hay là không phải ai cũng có đủ kinh phí và điều kiện để có thể sắm những cây đèn công suất lớn, đắt tiền. Thế nên là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các cái tips để các bạn có thể tối ưu bức ảnh của mình chỉ với một cây đèn 60W nhé. Đồng hành với mình trong cái video ngày hôm nay thì là cây đèn Zizun Fireray V60. Đây là một cái cây đèn 60W rất mới của nhà Zizun. Cái cây đèn này thì nó không phải là một cây đèn LED kiểu dạng bình thường, mà nó là dạng tuýp như các bạn nhìn thấy này. Thì nó rất là phù hợp với những bạn mà có diện tích studio nhỏ, không có nhiều không gian nhưng mà vẫn muốn có thể sử dụng những cái cây đèn chuyên nghiệp để chụp ảnh sản phẩm. Ngoài ra thì cây đèn này nó là một cây đèn LED chiếu sáng liên tục, thế nên bạn nào mà muốn chụp ảnh bằng điện thoại này hoặc là quay phim sản phẩm thì cũng đều có thể sử dụng được nhé. Thời điểm này thì cũng sắp đến Tết rồi, thế nên là mình sẽ set up một concept Tết để thực hành cho mọi người. Cái concept này thì rất là đơn giản thôi, phía sau là giấy nền đỏ này, phía trước mình sẽ sử dụng background gỗ và mình sẽ đặt lên đấy một số những cái đồ prop mà liên quan đến Tết, ví dụ như là mứt này, hay là sấu này, ô mai này, rồi quýt này và một vài những cái yếu tố khác như là hoa đào, phong bao lì xì, vân vân. Thì mình sẽ tiến hành tối ưu cái bức ảnh này với một cái cây đèn 60W làm thế nào để mình có thể có những cái bức ảnh đẹp nhất nhé. Cái tips đầu tiên khi mà mọi người chụp với một cái đèn công suất nhỏ ấy, đấy là chúng ta muốn ánh sáng hơn thì chúng ta có thể thay đổi vị trí đặt đèn. Như các bạn thấy thì chúng ta để đèn càng gần với cái station thì ảnh sẽ sáng hơn. Hay chúng ta để xa ra thì ảnh sẽ tối đi. Vì vậy nếu như khi mà chụp ảnh chúng ta đã mắc công suất ở cái đèn rồi mà chúng ta vẫn thấy là nó hơi thiếu sáng thì chúng ta sẽ cố gắng là đưa cái đèn lại gần cái station nhất có thể. Như các bạn thấy là với cây Fireray V60 này thì đây, mình đặt lên một cái chân và mình có thể đặt nó sát vào cái station như thế này. Thậm chí là mình có thể đặt sát hơn được nữa bằng việc là mình sẽ gắn cái đèn lên một cái tripod bé như thế này và mình có thể đặt sát và đặt trực tiếp lên trên station luôn. Và mình nghĩ là cái tips này thì cũng rất là hữu dụng đối với những bạn mà có cái không gian chụp nhỏ, mình không có đủ diện tích để đặt chân đèn, đèn rồi shop box to, và mình chỉ có một cái không gian là bàn chụp thôi thì mình có thể đặt trực tiếp cái đèn lên trên bàn chụp luôn. Cái tip thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là khi mà chúng ta sử dụng một cây đèn có công suất nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ chọn một cái thiết bị định hình ánh sáng hay còn gọi là light modifier sao cho phù hợp. Khi mà chúng ta dùng một cây đèn 60W này, nếu các bạn dùng cây đèn thông thường nhá, thì các bạn có thể lắp cái thiết bị là chóa, nó sẽ giúp cái nguồn sáng của chúng ta tập trung hơn và mình sẽ ăn gian được một chút cường độ ánh sáng. Thế còn với cái cây đèn Fireray V60 này thì ở đây nó đã gắn sẵn một cái cửa như này đấy, mình gọi là cái ban đo nhá. Nó cũng giúp chúng ta có thể thay đổi kích thước của nguồn sáng này, mở rộng ra hoặc là thu hẹp lại này, và nó cũng sẽ giúp cho cái cường độ ánh sáng của đèn này khi mà chiếu thì nó sẽ được mạnh hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng cái ánh sáng trực tiếp từ cây đèn này thì cái ánh sáng trên bức ảnh của chúng ta nó sẽ là ánh sáng gắt, và trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ cần sử dụng ánh sáng mịn, là chúng ta sẽ cần bám nó qua một lớp. Thì thông thường là mọi người sẽ sử dụng softbox đúng không? Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng cái cây đèn công suất yếu này thì chúng ta không nên sử dụng softbox, bởi vì nó sẽ là cái ánh sáng tán qua hai lớp và nó sẽ khiến cho cái cường độ của đèn nó bị giảm đi một chút. Thì nếu như trong trường hợp chúng ta cần phải sử dụng ánh sáng mịn ấy, thì chúng ta chỉ nên sử dụng những cái thiết bị mà nó tán sáng qua một lớp duy nhất thôi. Đấy, ví dụ như các bạn sử dụng cây đèn thông thường thì các bạn có thể sử dụng cái giấy tản sáng PVC này và mình đặt ở trước cây đèn. Nó sẽ chỉ tán qua đúng một cái lớp tản PVC này thôi. Đấy, thế còn với cái cây Fireray V60 này thì nó có đi kèm một cái softbox vải cũng chỉ có một lớp như thế này, thì mình hoàn toàn có thể bọc nó bên ngoài cây đèn như thế này. Thì nó cũng sẽ đóng vai trò tương tự giống như softbox, nó sẽ giúp chúng ta có một cái ánh sáng mịn mà nó lại không bị ảnh hưởng nhiều đến cái độ sáng trong bức ảnh của chúng ta. Chia sẻ thêm với các bạn một cái điểm mà mình cực kỳ thích ở cái cây Fireray V60 này, đấy là trong trường hợp mà chúng ta cần một cái cường độ ánh sáng lớn trong một cái khoảng thời gian ngắn ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể bật một cái chế độ là chế độ mắc của cây đèn lên, thì lúc đấy công suất của nó có thể lên tới 120W nhé. Tip thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là chúng ta sẽ tối ưu cái thông số máy ảnh. Cụ thể ở đây sẽ là tốc độ màn chập hay còn gọi là tốc độ đấy. Đấy. Thì như các bạn biết là với chụp ảnh sản phẩm đúng không, sẽ có ba cái thông số ảnh hưởng đến ánh sáng trong cái bức ảnh của chúng ta, đó là ISO, khẩu độ và tốc độ. Tuy nhiên thì với ISO chúng ta sẽ không thể tăng cái ISO để lên quá cao được, bởi vì khi mà chụp ảnh sản phẩm thì chúng ta sẽ phải hạn chế cái hiện tượng noise hay còn gọi là nhiễu hạt đó. Đấy. Thế còn với khẩu độ hay còn gọi là giá trị f thì mình cũng phải chụp ở f tầm từ 5.6 trở lên.
Đấy, mình không thể giảm F đi quá nhỏ được, bởi vì là như vậy thì cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ không nét hết được cái chủ thể mà chúng ta mong muốn. Thế thì cái thông số cuối cùng mà chúng ta có thể sử dụng để tối ưu cái ánh sáng trong khung hình đấy chính là tốc độ. Tốc độ thì thường khi mà mình chụp ảnh trong cái điều kiện là thiếu ánh sáng ấy thì mình sẽ hạ tốc xuống thấp nhất có thể. Đấy, như cái bức ảnh này thì mình sẽ chụp ở cái giá trị tốc độ là 1:8 hay là 1:10 thì nó sẽ đảm bảo là trong cái khung hình mình đủ sáng hơn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta chụp với cái tốc độ thấp như vậy ấy, thì cái điều kiện là chúng ta sẽ phải có cho mình một cái chân máy chắc chắn để chúng ta lắp máy ảnh lên thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng rung lắc mờ nhòe mà nó vẫn có thể tối ưu được cái ánh sáng trong khung hình. Cái tip thứ tư thì là một cái tip rất là đơn giản và rất là tiết kiệm chi phí, tuy nhiên thì không phải là bạn nào cũng biết. Đấy là chúng ta có thể tận dụng cái thiết bị hắt sáng đơn giản, bình dân. Ví dụ như ở đây mình có một cái miếng xốp trắng rất là to này, hay là ở đây mình có một cái miếng format trắng nhỏ như này. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái này để hắt lại ánh sáng từ cây đèn chính và từ đấy thì chúng ta sẽ tăng được cái ánh sáng ở trong khung hình. Cái miếng xốp to này thì mình sẽ sử dụng để thường là mình sẽ đặt phía đối diện với cái nguồn sáng chính, đối diện với cây đèn của mình để hắt ngược lại. Đấy. Và cái miếng xốp nhỏ này thì mình sẽ sử dụng để hắt sáng điểm. Tức là ví dụ ở đây mình cần hắt sáng riêng cho cái đĩa ô mai này thì mình sẽ đặt thêm cái miếng format này ở đây. Thì nếu như các bạn chỉ có một cây đèn mà công suất ở cây đèn này nó không được cao lắm thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tip này để mình có thể tăng cái ánh sáng cho khung hình của mình lên nhé. Cái tips cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là chúng ta hãy lựa chọn một concept phù hợp với cái điều kiện ánh sáng mà chúng ta đang có. Thật sự là với nếu như các bạn sử dụng một cái cây đèn 60W ấy, mà mình muốn chụp một cái concept nó chan hòa ánh nắng, nó sáng đều mọi thứ thì mình sẽ phải tối ưu rất là nhiều và mình sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình mà mình chụp. Mình sẽ phải tối ưu như mình nói, mình có xốp hắt này, rồi mình tối ưu về vị trí đặt đèn này, rồi về thiết bị tán sáng vân vân. Tuy nhiên nếu như chúng ta lựa chọn một cái concept là nó sẽ cắt bớt ánh sáng trong khung hình đi, để chỉ có chủ thể sáng thôi, không gian xung quanh tối chẳng hạn. Đấy, hay là mình sẽ chỉ chiếu sáng điểm thôi. Đấy, concept nó sẽ có nhiều vùng shadow hơn thì cái bài toán nó sẽ dễ đi rất là nhiều. Và với một cây đèn 60W thì chúng ta hoàn toàn có thể chụp được những cái bức ảnh với cái concept như vậy. Đây, ví dụ với cây đèn này thì nó có hai cái ban đo ở đây đúng không? Để mình có thể cắt sáng. Thì thay vì cái việc là mình sẽ chụp một cái bức ảnh chan hòa ánh sáng như thế này bằng việc là mình sẽ đánh một cái nguồn sáng lớn thì mình hoàn toàn có thể chỉ chiếu sáng cái phần nắng trước thôi. Mình cắt bớt ánh sáng từ nền đi. Đấy, mình tập trung ánh sáng vào phần nắng trước này. Đấy, thì cái bức ảnh nó đã trông nó vẫn đẹp mà ánh sáng trong bức ảnh thì mình lại hoàn toàn có thể tối ưu được một cách dễ dàng. Hoặc là nếu mà mình muốn ánh sáng nó tập trung hơn nữa, nó chỉ chiếu sáng riêng cái vùng ô mai này thôi chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng grid. Cái đèn V60 này thì nó cũng sẽ có kèm một cái grid luôn. Đấy, và chúng ta chiếu sáng tập trung như vậy thì các bạn thấy là bức ảnh trông nó cũng rất là có ý đồ, có chủ đích đúng không? Trông nó đẹp thì mình có thể linh hoạt điều chỉnh các cái vùng shadow trong bức ảnh khi mà mình có một cái nguồn sáng nhỏ. Ngoài ra thì đây là một cây đèn 3KL, thế nên là ngoài việc thay đổi linh hoạt cái vùng shadow ở trong bức ảnh ấy, chúng ta còn có thể thay đổi cái nhiệt độ màu của nó từ trắng sang vàng hoặc là từ vàng sang trắng để đa dạng hơn cái concept trong bức ảnh của chúng ta nhé. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người những cái tips để mọi người có thể tối ưu ánh sáng trong những cái bức ảnh của mình khi mà chúng ta chỉ có một cây đèn 60W thôi. Mình rất là hy vọng sau cái video này thì các bạn sẽ có thể chụp được những cái bức ảnh đẹp hơn nhé. Nếu như các bạn quan tâm đến chụp ảnh sản phẩm và yêu thích những cái nội dung trên kênh của mình thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật các cái nội dung mới cho mọi người hàng tuần. Ngoài ra thì mình cũng có những cái khóa học chụp ảnh sản phẩm bằng cả máy ảnh và điện thoại thì mọi người có thể tham khảo đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.